Chúng ta đầu tiên nghiên cứu về thế nào định nghĩa thế nào là phép đối xứng trục. Thì trước hết mình sẽ cho một cái đường thẳng D như này. Đó. Một điểm M phẩy, một điểm M này này, thì điểm M phẩy là ảnh của điểm M có phép đối xứng trục đường là đường thẳng D như này, đúng không? Thì chúng ta sẽ chú ý này, nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là điểm M mà nằm trên đường thẳng D thì phép đối xứng trục tạo ra một cái ảnh của điểm M chính là trùng với M phẩy, đúng không nào? Còn nếu trường hợp điểm M mà không thuộc đường thẳng D như này nhá, điểm M mà không thuộc đường D thì điểm M phẩy sẽ là ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục là đường thẳng D, thì khi đó đường thẳng D sẽ là đường trung trực của cái đoạn M phẩy, nó đi qua trung điểm của M phẩy là điểm M0 đây nhá, và vuông góc với đoạn M phẩy, đúng không nào? D sẽ là trung trực của M phẩy. Đấy, chúng ta cùng định nghĩa như sau này. Cho đường thẳng D phép biến hình biến mỗi điểm M thuộc D thành chính nó, hoặc là biến mỗi điểm M mà không thuộc D thành điểm M phẩy, sao cho cái đường thẳng D là trung trực của đoạn M phẩy, thì đây được gọi là phép đối xứng trục qua đường thẳng D, hay là gọi là phép đối xứng trục D. Được rồi nhá. Đấy. Như vậy các em cần chú ý như này, phép đối xứng trục qua đường thẳng D đó là một cái phép biến hình, đúng không nào? Nó biến điểm M thành M phẩy nếu như điểm M thuộc D thì M phẩy trùng với M, còn nếu M phẩy không thuộc D thì M phẩy sẽ là một điểm sao cho đường thẳng D sẽ là đường trung trực của đoạn M phẩy. Thì và người ta cách ký hiệu như này, ký hiệu phép đối xứng trục là người ta ký hiệu D, D đúng không? D lớn là đối xứng, viết tắt từ đối xứng trục đó. D là đường thẳng, đây, đây là gọi trục đối xứng, đúng không nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta tiếp tục vào tìm hiểu cái mục này, đúng không nào? Điểm M phẩy, tiếp tục nhá. Điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục là đường thẳng D, đây là ký hiệu của nó nhá. Điểm M phẩy là ảnh của điểm M qua phép đối xứng trục đường thẳng D. Và khi đó ta có một điều như này, em nhìn hình vẽ này. Đấy, nhìn hình vẽ đây. Đường thẳng D sẽ là trung trực của đoạn M phẩy. Và khi đó ta thấy này, vectơ M không M phẩy nhá. M không M phẩy đây. Và vectơ M không M là hai vectơ đối của nhau, đúng không nào? Do vậy M không M phẩy sẽ bằng trừ của M không M. Đấy. Gọi với điểm điểm M không này là trung điểm của M M phẩy. Hay nói khác, M không sẽ là hình chiếu vuông góc của M trên đường D. Đó. Tiếp tục này, các em chú ý này. Trong mặt phẳng OY với mỗi điểm M có tọa độ xy thì người ta có điểm M phẩy thì có gọi là điểm x phẩy y phẩy. M phẩy có tọa độ x phẩy y phẩy.